được thành lập vào năm 2019, lấy giá trị và lợi ích của khách hàng làm kim chỉ nam hành động. Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Cường Thịnh Lên đã và đang trở thành một trong những công ty môi giới bất động sản uy tín và chuyên nghiệp nhất tại Nha Trang, với cam kết mang đến cho khách hàng những dự án bất động sản chất lượng và đảm bảo pháp lý. Trong hành trình 5 năm xây dựng và phát triển, Cường Thịnh Lên đã tạo dựng niềm tin vững chắc và trở thành một cầu nối đáng tin cậy trong lòng khách hàng. Tại Cường Thịnh Lên, khách hàng tìm thấy một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo. Đội ngũ nhân viên luôn làm việc với phương châm khi tất cả cho khách hàng sẽ cho lại tất cả. Để mỗi khách hàng khi đến với Cường Thịnh Lên đều cảm thấy tuyệt đối hài lòng với sự tư vấn nhiệt tình, chuyên môn cao và sự chăm sóc tận tâm. Bằng việc ưu tiên tìm kiếm, khai thác những khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế cùng bề dày kinh nghiệm thi công, thiết kế, được các nhà đầu tư đánh giá cao, Cường Thịnh Lên tự hào ghi dấu ấn thương hiệu của mình với các dự án nổi trội về chất lượng, ấn tượng trong thiết kế đã và đang được trao tới tay khách hàng như The Aston Luxury Trần Phú, Cam Lâm Center Park, Cam Lâm Riverside, Golden Bay Cameron, Mango City. Tựa như một ngôi sao sáng trong thị trường bất động sản, với định hướng phát triển bền vững, Cường Thịnh Lên luôn nỗ lực không mệt mỏi để mang đến những giá trị mới cho khách hàng và cho cả cộng đồng. Cường Thịnh Lên, quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm!